Chào cô chú anh chị, hôm nay túi da nhật Cần Thơ lại lên những video mới ha. Vì những cái túi mới mình ha. Mọi người thích cái túi nào thì cứ inbox giùm em cái mã của cái sản phẩm của cái túi đó ha. Em sẽ chốt đơn với mình ha. Và mọi người nhắn tin trực tiếp cho em hoặc gọi điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo nha. Đầu tiên ngày hôm nay đó là một cái con túi xách da đà điểu thật nha mọi người. Này là da của chân đà điểu nha. Đây là da của cái chân đà điểu nè ha. Đó, màu đen ha. Độ mới trên 90%. Độ mới trên 90%. Đây là cái da đà điểu nó đan lại với nhau ha, rất là đẹp ha. Ở trong còn có một cái lớp da nữa ha. Đây ha. Là da nó đen nó đan lại với nhau mọi người ha. Màu đen á, rất là đẹp ha. Đây là chân da chân của đà điểu ha. Màu đen nha mọi người. Đinh ốc còn ok, độ mới trên 90%. Xách tay đã điểu nha. Kích thước con này. Bề ngang là 30, cao là 20. Cái bề dày của nó là 10 ha, bề dày của mọi người. Em đi vào bên trong cho mọi người xem nha. Vào bên trong. Bên trong là lót nhung ha, rất là đẹp xịn sò nha mọi người ha. Lót nhung. Có một ngăn thứ nhất nè. Ngăn thứ hai ha, ngăn thứ hai. Đây ngăn thứ hai nha mọi người ha, ngăn thứ hai rất là sạch đẹp nha mọi người. Ha, lót nhung nha mọi người. Và ngăn thứ ba. Ngăn thứ ba đây. Ngăn thứ ba cũng lót nhung luôn ha, ngăn thứ ba cũng lót nhung luôn. Lót nhung và ngăn thứ ba thì nó còn có một cái ngăn nhỏ nữa ha, có rít ha. Đó. Đây nè nhìn mình người ha, cái da của đà điểu nó luôn ha, đây da đà điểu lên cái rít ha, cái rít mình kéo ha, nó rất là đẹp nha mọi người. Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã là 1733 nha, 2,7 triệu ha, 2,7 triệu ngàn. Túi xách da chân đà điểu nha mọi người, 1733. Và kế đến là một cái con túi xách cá sấu ha, túi xách cá sấu màu đỏ rượu nha mọi người ha, màu đỏ rượu, nó giống như là màu đỏ của chai rượu vang vậy đó, màu đỏ của chai rượu vang ha. Này là cá sấu da thật nha, da thật 100%. Bề ngang là 30, cái bề dày của nó là 11 ha, cái chiều cao của nó, chiều cao lên cái nó là 10 16 ha, chiều 16. Cái độ mới trên 95% ha. Nè, màu cá sấu màu đỏ rượu ha. Màu đỏ rượu này rất là đẹp nha mọi người ha. Rất là đẹp ha. Cái độ mới hầu như là rất là mới luôn ha. Trên nóc còn ok. Bên ngoài nó có một cái ngăn. Bên ngoài nó có một cái ngăn đây ha. Ngăn đây. Bên trong. Bên trong là lót nhung nha mọi người ha, bên trong lót nhung rất là sạch đẹp ha, xịn xò nha. Này mình xách đi tiệc rất là vip luôn này. Bên trong này là ngăn thứ nhất đây nha, ngăn thứ hai đây ha. Ngăn thứ hai là có hai ngăn nhỏ nữa đó ha, hai ngăn nhỏ. Và đây là ngăn thứ ba. Đây, ngăn thứ ba rất là đẹp ha, nó có cái hiệu của nó đây. Nè, Rendania ha, Rendania. Made in Italy nè, nó có để Italy luôn ha. Đó. Italy ha, cái hiệu này rất lớn ha. Đó, cái này nó còn có cái chỗ để gắn chìa khóa ha luôn, rất là xịn sò luôn mọi người. Này có một cái ngăn nhỏ đây nữa ha, một ngăn nhỏ và một cái ngăn bự ha. Rất là đẹp luôn.
Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã ha. 1732, 2.900.000 ha. Xách tay cá sấu ha. Màu rượu á, màu đỏ rượu ha. Giống như chơi rượu quang vậy đó ha. Rất là đẹp nha mọi người. Mọi người thích thì lên giùm em cái mã nha. Và kế đến là một cái túi nha. Túi cối nha mọi người, cái túi cối rất là đẹp nha mọi người. Đó, này mình xách tay hoặc là mình đeo vai đều được nha, mình đeo vai như thế này ha. Đó. Là rất nhiều màu sắc ha, cái độ mới rất là mới nha. Trên 95% ha. Đó, đây ha. Rất là đẹp nha, cối nha mọi người ha. Kích thước con này bề ngang dưới đáy là 30 ha, bề ngang ở trên là 50 ha. Cái chiều cao của nó là 30 ha. Cái bề dày của nó là 15, bề dày của nó là 15. Rất là đẹp ha mọi người, rất là xịn sò ha. Đó, này có nhiều màu, này màu tím ha, nhiều màu nó đang xen lại với nhau ha, rất là đẹp nha mọi người ha. Cái túi mình này mình đeo vai rất là vip luôn á, chỉ xách tay ha. Và bên trong là lót nhung ha, bên trong lót nhung ha. Có mà mình được tặng theo một cái này ha, cái này để mình bao lại ha, mình bao cái túi của mình lại ha, khi mình không sử dụng ha. Này bên trong nó đây, bên trong là lót vải nha mọi người, lót vải màu nâu nâu ha, rất là đẹp nha mọi người ha. Đây có một cái ngăn và đây là ngăn bự nhất ha. Và cái túi này thì nó kèm theo một cái lết cầm tay của nó đây ha. Đó, nút cầm tay ha, bên trong có nó đây, có hai cái nút hít đây, hai nút hít nè, mình hít lại ha. Đó, nút cầm tay như thế này ha, rất là xịn nha mọi người, rất là đẹp nha. Đó, màu đây ha, cái kích thước của cái con này, kích thước của cái lát cầm tay đây 30, ngang 30, cao là 18 ha. Cái bề dày của nó là khoảng cỡ 3 ha, 3. Lát cầm tay như thế này ha, rất là đẹp nha mọi người. Đó, nay gồm có một cái lát cầm tay với một cái túi ha. Đó, combo nó như thế nha. Cái ta mọi người thích cái này thì lên giùm em cái mã là 1734 nha. 1.500.000 đồng nha, 1.500.000, 1734 ha. Combo túi đen nhiều màu to ha. Và kế đến ha, kế đến là một cái túi nha, túi du lịch đây. Cái hiệu của nó đây mọi người ha, cái hiệu của nó đây DDHV ha. Đó, độ mới trên 90% ha, độ mới trên 90%. Cái này nó có hai ngăn nha mọi người ha, hai ngăn, một ngăn ở đây với ngăn ở trên ha, ngăn ở đây với ngăn ở trên. Cái kích thước của cái túi này bề ngang là 42, cao là 30, cái bề dày của nó là 24, dày của nó là 24 nè. Rất là đẹp nha mọi người ha, cái độ mới rất là cao á, trên 90%, rất là đẹp nha. Đó, mọi người thấy không, và đây có một cái ngăn và phía trước có một ngăn đây ha, phía trước có một cái ngăn rất là sạch đẹp
Và ở phía dưới cùng thì có một cái ngăn nữa ha, ngăn nữa. Đây, phía chùm có một cái dưới, một cái ngăn đây ha. Cái ngăn này mình bỏ những cái đồ nhỏ nhỏ ha. Đó, một cái ngăn. Và phía bên trên thì có một cái để mình gài lại á, cái mình gài lại gì mình xách để đỡ đau tay á mọi người. Đó, ngoại ra. Đó, bên trong. Đây, bên trong của nó đây rất là sạch đẹp nha mọi người ha. Bên trong rất là sạch đẹp nè. Đó ha. Bên trong rất là sạch đẹp, không lỗi lầm gì nha mọi người ha. Ngoài ra bên trong nó còn một cái ngăn nữa đây. Ha, ngăn nữa. Cái túi du lịch này mình để tầm 5-6 bộ đồ á. Vô tư đi du lịch vài ngày là vô tư nha mọi người ha. Đó, cái chất liệu là vải ha. Cái chất liệu vải đây nè. Ha, chất liệu vải nha mọi người ha, vải dù á. Mọi người thích cái túi du lịch DDHV này thì lên giùm em cái mã 1721 850k. À, du lịch phó viền vàng ha. 1721 850k. Cái này bề ngang là 24 ha. Bề bề dày là 24, chiều ngang là 42 ha. Cái chiều cao của nó là khoảng cỡ 33. Và kế đến là một cái chéo ha, cái túi đeo chéo như thế này, túi đeo chéo da thật 100%, rất là đẹp ha. Đó, ở đây ha, đây có một cái 500 ha, để mình thích ha, nó chỉ bị oxy hóa một miếng ở chỗ này thôi ha, 500 nó thôi. Ngoài ra da đẹp ha, mịn màng ha. Và đây dây đeo chéo cũng là da luôn, đây nó bị oxy hóa một chút xíu thôi, đẹp nha mọi người. Cái bề ngang của cái túi này 24, cao 18 ha. Cái bề dày của nó là 7 ha. Bề dày của nó là 7. Đó. Và bên trong. Cái này là độ mới trên 85% nha mọi người ha. Mới 85%. Bề ngoài nó có một cái ngăn đây nha. Ngăn đây, bề ngoài một ngăn. Đây, bên trong nó có một ngăn nè, thứ nhất nè ha. Đây, bên trong có một ngăn thứ nhất và ngăn thứ hai ha. Ngăn thứ hai, cái thương hiệu đó đây ha, cái thương hiệu nó dập nổi trên một cái miếng da nha, và có một cái vít kéo miệng để những đồ quan trọng. Ngăn thứ nhất nè, ngăn thứ hai nè ha, và đây chỗ để viết nè, để giấy tờ nhỏ nhỏ ha, và khá kéo miệng đây nữa. Đó là hai chỗ ha, một chỗ, hai chỗ với ba chỗ ha, ba ngăn ha. Và bề ngoài thì có một ngăn nữa, về có cái nắp ha, nắp đậy lại, túi đeo chéo ha, đeo chéo đó, đẹp nha mọi người ha. Này mình để vừa điện thoại đồ vớ và ví tiền đồ vô tư nha. Mọi người thích con này thì lên giùm em cái mã 1562 360k ha, chéo đen mới nha. Và cái đến là một cái túi ha, xách tay.
xách tay và đeo chéo đều được ha mọi người. Đây, màu vàng bò nha mọi người. Đây là màu vàng bò ha. Cái thương hiệu của nó đây. Đây, thương hiệu ha. Thương hiệu. Da thật 100% nha mọi người. Nè, thương hiệu dập nổi là một cái miếng miếng đồng ha. Miếng đồng. Đó, mình xách tay hoặc là đeo chéo. Cái độ mới trên 90%. Đen phá là còn ok ha. Trên nắp nó còn sáng ha. Này, kích thước của cái con này. Bề ngang 30, cao 23. Cái bề dày của nó là 12, bề dày của nó là 12. Này, có một cái ngăn ở đây. Một ngăn ngoài ha. Lót vải sạch đẹp ha, một ngăn ngoài lót vải sạch đẹp. Và đây là cái ngăn bự nhất của nó, ngăn bự nhất của nó ha. Bên trong cái thương hiệu nữa đây ha, và có một cái ngăn nhỏ đây ha, một ngăn nhỏ. Và đây một cái ngăn bự nhất ha, nó bị dơ đây một chút xíu ha, dơ đây nhìn kỹ mới thấy thôi đó, chứ dơ đây một chút xíu thôi, về chắc mình lau lau mà nó ra ha. Đây có hai ngăn này ha. Bên trong nó không ảnh hưởng gì nhiều nha mọi người ha. Lót thì còn sạch đẹp ha, nó bị dơ một chút xíu ở chỗ này thôi ha, nó dơ chút xíu chỗ này thôi ha, sạch còn đẹp nha mọi người ha. Mọi người thích con này thì lên giùm em cái mã là 1749 ha, 400k. Xách tay chéo á. Và cái đó là một cái đeo chéo vintage nha, vintage ha, đeo chéo á. Da thật 100%, rất là mềm mịn ha. Bề ngoài nó có một cái ngăn ha. Bề ngoài nó có một cái ngăn ngoài đây. Nha, rất là đẹp nha mọi người ha. Đó. Cái bề ngang là 26, cao là 15, cái bề dày của nó là 5, đây có một cái ngăn ha, ngăn ngoài đây, một ngăn đây ha, bên trong là lót da sạch đẹp nha mọi người đó. Bên trong là lót da sạch đẹp ha. Và có một cái ngăn ngoài đây. Đó, một ngăn thứ nhất đây ha. Và đây, bên trong sạch đẹp nha mọi người ha. Kích thước con này là 25, nghe cao 16 ha. Cái giày của nó là 5 ha. Mọi người thích con này thì lên giùm em cái mã là 1529, 390k. Này, bên trong lót da rất là xịn sò nha mọi người. Độ mới trên 90% ha. Dây đầu còn sáng bóng nha ha. Rất là đẹp nha mọi người. Rất là vintage ha. Xách tay ha, mình đeo chéo đều được. Cầm giống như mình cầm tay nè ha. Và kế đến là một cái xách tay. Da đà điểu thật nha, mọi người. Đó, da đà điểu thật ha. Cái thương hiệu của nó đây, nha. Độ mới trên 80% ha. Khoen khóa còn rất là ok ha, đinh nóc còn ok ha,
khoan khóa đây ha. Và đây nó chỉ bị sờn nhẹ một chút xíu ở chỗ này thôi ha, nó bị sờn nhẹ chút xíu chỗ này ha, da đầu rất là ok ha, đó da là ok, nó bị sờn nhẹ chút xíu chỗ đó ha. Cái kích thước con này bề ngang 12, cao 13 ha, bề dày 12, cao 13, ngang của nó là 28 ha, ngang 28. Bên trong đây, bên trong là cái lót của nó đây, đẹp nha mọi người ha. Bên trong cái lót của nó là phun sơn ha mọi người, phun sơn đó ha, phun sơn. Và đây đó ha, có một cái ngăn nữa ha, ngăn nhỏ, cái lót của nó là phun sơn đẹp nha mọi người, màu nâu nâu á ha. Mình thích con này thì lên giùm em một cái mã là 1572 ha, 900k nha. Sách tay đà điểu ha, nâu, mẫu hình chữ nhật ha. Đây, màu nâu nâu ha, mẫu hình chữ nhật đó. Nó chỉ duy nhất, nó bị sờn một chút xíu ha. Nó không sờn là em bán giá 1,5 triệu rồi. Rồi, 1572, 900k. Và cái đến là một cái túi đeo chéo ha, túi đeo chéo màu này màu đỏ, màu nâu nâu ha mọi người, đó màu nâu nâu ha. Cái thương hiệu nó đây, thương hiệu nó đây ha, độ mới trên 80%, duy nhất nó chỉ bị một cái vết vậy thôi ha, vết xước nhẹ thôi, vết thước nhẹ. Này mình xi vậy là ok ha, cái này mình đeo đeo vai nha mọi người ha, đeo vai. Cái này bề ngang là 24, cao là 21 ha. Cái bề dày của nó là 7 nha mọi người ha, bề dày của nó là 7. Cái thương hiệu của nó ha, thương hiệu dập nổi lên cái miếng này ha, miếng đồng ha. Và đây bên trong của nó đây, bên trong là lót nhung màu nâu luôn. Đây, bên trong lót nhung màu nâu ha, nâu nâu. Không, nâu nâu là cái da của nó đó mọi người, chứ không phải là lót gì hết nha. Này là da nguyên miếng của nó luôn á mọi người ha. Đẹp nha mọi người. Đó, bên trong nó đây nha, bên trong của nó ha. Mọi người thích con này thì lên giùm em cái mã là 1564 380k ha, 1564 380k. Cái này bề ngang của nó là 24 nè, cao là cỡ 23, cái bề dày của nó là cỡ khoảng 4 nha. Và cái đến là một cái túi xách tay, túi xách tay ha, túi xách tay. Cái độ mới trên 80% ha, độ mới trên 80%, da thật 100% nha, da rất là đẹp nha mọi người ha. Nó có cái thương hiệu của nó đây, thương hiệu của nó đây. Khoen khóa thì còn rất là ok, màu vàng ươm luôn, màu vàng ươm. Ngoài có một cái ngăn, ngăn nhỏ này mình đựng chìa khóa rồi ha, khóa nhỏ nhỏ thôi. Và đây là phía sau của nó ha, phía sau của nó. Cái kích thước con này
ngang 30, cao 23, cái bề dày của nó là 10. Cái kích thước của con này ha, bề ngang 30, cao 22, cái bề dày của nó là 10. Và đây bên trong của nó đây ha, bên trong của nó là lót vải sạch đẹp nha mọi người, có hai ngăn ha, hai ngăn đây ha, hai ngăn đây. Và đây bên trong cái thương hiệu nó đây ha, Belirisa ha, và có một cái ngăn nhỏ đây ha, ngăn nhỏ đây đựng những giấy tờ quan trọng ha, đừng phá rồi. Đây lót vải sạch đẹp ha, mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã nha. Một bảy bốn hai 430k ha, sách tay đen Billy Book ha, ý ha. Dạ con vừa rồi em quên lên cái mã ha mọi người. Cái chéo New York bò 1564 ha, 380k ha. Cái chéo nãy em nãy mới quay rồi ha. Và cái đến là một cái sách tay ha, sách tay màu bò. Màu bò ha. Da dày vịt ha mọi người, da rất là dày ha. Rất là đẹp luôn ha. Đó. Cái thương hiệu của nó đây ha, đặc trưng của cái thương hiệu đó đây đó ha. Rất là đẹp nha mọi người, độ mới là trên 90%, rất là mới luôn. Bên ngoài nó có một cái ngăn đây, bên ngoài nó có một cái ngăn ha, lót sạch đẹp ha, lót sạch đẹp. Kích thước con này ngang 38 ha, cao 25, cái bề dày của nó là 11 ha, bề dày của nó là 11. Đây lót vải ha, sạch đẹp ha. Đây có hai ngăn và một và ngăn bên đây ha. Cái thương hiệu của nó đây, thương hiệu của nó ha. Và có một cái ngăn giữa nữa, một cái ngăn giữa có khóa kéo miệng ha. Đây sạch đẹp chứ mọi người, nó còn cái code của nó luôn ha. Hàng này từ Nhật về nhé mọi người. Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã ha. Một bảy bốn sáu 490k, sách tay KS Singapore ha. Rất là đẹp luôn em ơi, da rất là dày bịch luôn. Và cái đến là một cái túi ha, du lịch mini nha mọi người, của cái thương hiệu Đức ha, MCM ha, thương hiệu Đức đây nha mọi người. MCM rất là đẹp nha mọi người ha, cái con sư tử đây ha. Đó, ha.
Độ mới trên 90% nha mọi người ha. Da rất là dày bịch, chắc chắn nha mọi người ha. Da rất là dày bịch. Cái kích thước của con này bề ngang là 28, bề cao là 20, cái bề dày của nó là 18, bề dày của nó 18 ha, đẹp nha mọi người. Và bên trong là nó lót nhung nha mọi người ha, bên trong là lót nhung ha, vải nhung nha mọi người. Có hai cái ngăn đây, ngăn nhỏ ha, và cái thương hiệu đó đây ha, thương hiệu đó MMC. Và ở đây ha, du lịch mini nha mọi người, rất là đẹp nha. Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã là 1665, 1665, 680k ha, du lịch mini Đức nha mọi người ha. Đó, rất là đẹp ha. Và cái đó là một cái túi đeo chéo độ mới trên 90%, có một cái khóa, cái ngăn kéo miệng ở ngoài ha, cái ngăn kéo miệng ngoài ha, ngăn kéo miệng ngoài nha mọi người. Cái kích thước con này, kích thước con này ngang 22, cao 16 ha, cái bề dày của nó là 6 nha. Có một cái ngăn bên trong này, mình để vừa một cái điện thoại ha mọi người, để vừa có một cái điện thoại, một ít tư trang ha, bóp ví tiền. Một ngăn thứ nhất, ngăn thứ hai, ngăn thứ ba, ngăn thứ ba có khóa kéo miệng đây ha, đó, và có khóa kéo miệng nha mọi người, đó, rất là đẹp nha mọi người ha. Đây, rất là đẹp nha mọi người ha. Mọi người thích con này thì lên giùm em cái mã 1561 ha, 330k, chéo đen bầu ha. Và cái đó là một cái túi ha, xách tay. Và đây, xách tay đeo vai ha, đeo chéo, xách tay và đeo chéo đều được nha mọi người ha, rất là đẹp. Cái này là dây của nó đây ha, dây của nó là vải vải dù ha, vải bố nha mọi người ha, vải bố kết hợp với cái đinh ốc ha. Và phía sau là da, nhiều mảnh da nó ghép lại với nhau ha, nhiều mảnh da nó ghép lại, rất là mềm mại luôn ha, rất là mềm mại. Và đây cái xách tay của nó rất là đẹp luôn ha, tay nó thắt bính nè. Và cái kích thước con này bề ngang 32, cao 25, cái bề dày của nó là 13, bề dày nó là 13. Đây, bên ngoài nó đây ha. Bên ngoài sạch đẹp nha mọi người ha, có một cái ngăn ở đây, hai ngăn đây. Bên trong lót vải sạch đẹp ha. Và đây có một ngăn nữa ha, sạch đẹp nha mọi người. Cái hàng này là gia công tại Trung Quốc nha mọi người ha, da rất là ok ha, đẹp nha mọi người ha, da rất là mịn màng luôn á. Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã 1743, 450k. Và cái đến là một cái túi đeo chéo ha, túi đeo chéo đây. Đeo chéo ha, và xách tay có miếng da thật ở đây luôn ha. Mình có thể tăng đưa ở đây mà đặng xuống tới đây cái mình xách tay như thế này được nha. Ha, độ mới trên
90%, da rất là ok, mềm mại nha. Bề ngang của nó là 27, cao 18 ha. Cái bề dày của nó là 8, bề dày của nó là 8 nha. Này là bên trong có một cái ngăn ngoài đây ha, một cái ngăn ngoài nha, một ngăn thứ nhất, ngăn thứ hai nha. Đinh ốc còn ok nè, sáng bóng nè. Và đây là ngăn thứ ba, rất là đẹp luôn ha. Và đây là ngăn thứ tư đây nha, ngăn thứ năm. Và đây là ngăn thứ 6 ha. Ngăn thứ 7. Rất là nhiều ngăn nha mọi người. Đây ngăn thứ 8 này ha. Ngăn thứ 8 có một cái ngăn nhỏ nữa là ha, để những đồ nhỏ nhỏ ha. Cái xách tay này ở cái đeo chéo này rất là nhiều ngăn luôn mọi người ha. Mọi người xách này các anh em vừa mới mở mã 1563 330k. Chéo đen này rất là rẻ luôn mọi người ha, đẹp và rẻ nữa. Và cái đó là một cái chéo ha, em tiếp chéo này nha, đó ha, vừa có thể cầm tay ha, vừa có thể đeo chéo được ha mọi người, rất là đẹp nha mọi người ha. Đây ha, mình mở ra như thế này ha, rất là đẹp nha. Cái kích thước của cái chéo này, cái này độ mới cao nha mọi người, trên 90%, ngang 23, cao 14 ha. Cái bề dày của nó là 5, bề dày của nó là 5 ha. Có cái nắp này nó mở ra ha. Và bên trong này là da rất là đẹp nha mọi người, da thật 100%, dày dặn chắc chắn ha. Này bên trong ha, để vừa một cái điện thoại ha, bây giờ một cái điện thoại và một cái bóp nhỏ ha, đây là để chìa khóa đồ ha mọi người, đi tiệc rất là sang luôn á. Và phía bên ngoài nó có một ngăn nữa nha mọi người ha. Mọi người thích cái con này thì lên giùm em một cái mã nha, chéo đen nút to 1560 ha, 400k. Và kế đến là một cái túi du lịch nha mọi người. Đây túi du lịch ha, du lịch hiệu Nicola ha. Đó, này là chất liệu là vải nha, vải ha, chất liệu là vải đây. Trên nó còn rất là ok, độ mới trên 90%. Này có một cái ngăn thứ nhất đây. Và trước khi vào bên trong em sẽ đo kích thước bề dày là 17 ha, bề dày là 17, chiều cao của nó là 25, chiều ngang của nó là 42. Đó. Bên trong là sạch đẹp nha mọi người ha, bên trong sạch đẹp đây ha. Rất là sạch đẹp nha mọi người ha. Nó không lỗi lầm gì hết, không lỗi lầm và sạch đẹp. Có một cái ngăn thứ nhất đây. Ở bên trong cái khóa nó còn được, nhưng mà nó bị mất cái chìa rồi nha mọi người ha. Khóa nó còn được. Và đây là một cái ngăn nữa ha, một cái ngăn ở ngoài nữa ha. Đây một cái ngăn ngoài ha, này có hai ngăn nhỏ, một ngăn ngoài, đẹp nha mọi người. Mọi người thích cái này thì lên giùm em cái mã 1674 ha, du lịch Nicola Mỹ ha, 680k. Nha, rất là đẹp nha mọi người. Và cái đó là một cái túi đeo chéo màu đỏ mận nha, màu đỏ mận. Cái kích thước con này, bề ngang là 25, bề cao là 20, cái bề dày của nó là 9, bề dày của nó là 9 ha. Cái độ mới trên 85% ha, màu đỏ mận nè, đẹp nha mọi người ha.
phía sau nó có một cái ngăn. Đây phía sau nó có một cái ngăn. Đây phía sau có một cái ngăn. Lót sạch đẹp. Phía đây có một cái ngăn nữa ha, ngăn này hết ha. Và đây một cái ngăn thứ nhất đây. Và đây. Lót sạch đẹp. Và đây là bên trong ngăn này là ngăn bự nhất nha mọi người ha. Lót ha, sạch đẹp nha mọi người. Nó chỉ duy nhất ha, dính một miếng mực ngay đây thôi ha, dính một miếng mực ngay đây. Còn lại là sạch đẹp nha mọi người ha. Đây ngăn thứ nhất đây. Nó bị dính mực, ngăn thứ hai và ngăn thứ ba. Nha, ngăn thứ ba sạch đẹp nha mọi người ha. Bây giờ chéo vào sô cô la. Mọi người thích con này thì lên giùm em 1548 nha, 290k chéo sô cô la, da thật 100%, độ mới trên 85% nha mọi người. Và cái đó là một cái túi đeo chéo ha, túi đeo chéo. Da. Yeah. Cái thương hiệu nó đây ha. Đẹp nha mọi người. Thương hiệu nó đó. Và cái kích thước của con này. Ngang 25. Cao 17, cái bề dày của nó là 8 nha. Dày của nó là 8. Đây, cái thương hiệu đó đây ha. Cái độ mới trên 80%, da thật 100% ha. Đó. Đẹp nha mọi người ha. Này ha. Này cái có một cái ngăn đây. Có quên cái này là cái năm miếng hít 500 nha, nó bị oxy hóa một chút xíu thôi ha, nhìn vẫn đẹp nha mọi người ha. Đó, mình hít vô gì nè thì nó sẽ không thấy gì được nha. Nhưng mà nó bị oxy hóa một chút xíu thôi. Đó. Ha. Cái đây là cái ngăn đầu tiên của nó. Ngăn đầu tiên của nó là sạch đẹp nè ha. Đây có chỗ để viết của mình ha. Rất là tiện lợi luôn. Và đây là ngăn thứ nhất, ngăn thứ hai của nó đây. Ngăn thứ hai, ngăn thứ ba ha. Và ngăn thứ tư, thương hiệu dập nổi trên cái miếng da ha. Và một cái ngăn đây nữa ha. Và một ngăn đây nữa ha. Nó ngăn này nhỏ nhỏ thôi để chìa khóa đồ. Và mọi người thích con này thì lấy giùm em một cái mã nha. Cái mã của con này là 1551 350k, rất là rẻ luôn mọi người ha. Cái chéo mà da thật ha, da thật mà chỉ có 350 là rất là rẻ ha. Mình mua về mình đựng rất là nhiều đồ luôn ha. Và cái đó là một cái túi ha, cái túi du lịch màu nâu nha mọi người ha, du lịch màu nâu. Cái túi này mình để mình xách tay, cái túi này xách tay như thế này ha, rất là đẹp nha mọi người. Khỏi da thật 100%. Cái túi này mình để xách tay đi tiệc nha mọi người ha, chứ không phải mệt mà mình đi du lịch về ngày cũng được ha. Du lịch để một ít đồ ha mọi người. Cái này da thật nha mọi người, rất là đẹp ha. Này kích thước của mình là bề ngang là 38, cao của nó là 22, cái bề dày của nó là 10, bề dày của nó là 10. Đây, bên trong. Bên trong cái thương hiệu của nó đây, cái thương hiệu Michael ha, Michael Kors, có hai ngăn thứ nhất ha. Và cái da của nó là dày bịch luôn, độ mới trên 85% luôn mọi người ha. Và đây là một cái ngăn nhỏ ha, một cái ngăn nhỏ đây, hai cái ngăn bự ở hai ngăn nhỏ ha, một cái ngăn bự. Lót nó bị ra màu chút xíu nha mọi người, nhưng mà nó vẫn sạch nha mọi người ha. Đây ha, nó bị ra cái màu da chút xíu thôi.
cái này còn độ mới còn cao luôn rồi, da dày bạch chắc chắn. Này thương hiệu của Mỹ nha mọi người ha. Đây em cho mình coi lại ha, cái áo bề ngoài của nó đây ha. Đây bề ngoài của nó ha, trên nóc đồ rất là đẹp nha mọi người ha, trên nóc rất là đẹp ha. Mọi người thích con này thì lên giùm em một cái mã là 1745 470k ha, 1745. Và cái đến là một cái túi đeo chéo ha, túi đeo chéo hình đỏ mặn ha, nó bị sờn một chút xíu thôi. Đây ha, túi đeo chéo đỏ mặn ha, nó bị sờn chút xíu nhỏ nhỏ đây ha, dưới đây. Đây có một cái ngăn ha, một ngăn thứ nhất đây ha. Ngăn thứ nhất, ngăn thứ hai, cái này là chéo Italy á mọi người ha, da thật 100%. Bề ngang của nó là 24, cao là 26, cái bề dày của nó là 7 ha, bề dày của nó là 7. Bên trong ha, bên trong có một cái ngăn, một ngăn thứ nhất đây, và đây ngăn thứ hai ha, ngăn hai nó bị dính mực một chút xíu ha. Da rất là dày ha, da rất là dày đó. Và nó bị sờn một chút xíu ở chỗ này nha mọi người ha, với chỗ này, với chỗ này màu đỏ mặn ha. Đây da của nó đây. Mọi người thích con túi chéo này thì lên giùm em cái mã 1527 nha, chéo Italy 450k. Và cái đó là một cái xách tay ha, màu nâu nâu, da thật 100% nha mọi người, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Kích thước của nó đây, và cái kích thước của nó là bề ngang là 40, cao là 26 ha, cái bề dày của nó là 14. Đây ha, bên trong có một cái ngăn ở ngoài ha, ngăn ngoài là lót vải sạch đẹp ha. Bên trong đây, bên trong đây màu lót vải màu nâu ha, sạch đẹp. Có một hai ngăn thứ nhất đây, một ngăn chính giữa ha, và đây lót vải sạch đẹp ha, một ngăn nhỏ ha, và có ở chính giữa có một cái khóa kéo miệng nữa nha mọi người. Đây khóa kéo miệng rất là đẹp nha. Mọi người thích cái con này thì lên giùm em một cái mã đó giùm em, có mã 1744 nha, 1744, 490k, xách tay da sô cô la đẹp nha mọi người, 490k, 1744 nha, đó, ha, rất là đẹp nha mọi người ha. Và cái đến là một cái xách tay ha, cái đeo chéo chứ, đeo chéo và cầm tay đều được ha. Đây, độ mới trên 80% ha.
rất đẹp nha mọi người ha. Và cái bề ngang của nó đây, bề ngang của nó là 29, cao 19, cái bề dày của nó là 5. Một ngăn thứ nhất đây. Và đây là ngăn thứ hai. Ngăn thứ hai. Đẹp nha mọi người ha. Con này gia công tại Trung Quốc nha mọi người ha. Mọi người thích con này thì lên giùm em cái mã 1576 ra 250k. Chéo đen nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem video rồi ngày hôm nay. Cô chú anh chị thích sản phẩm nào thì cứ inbox trực tiếp cho em, gọi điện thoại, nhắn tin qua Zalo ha, và nhắn tin ra số điện thoại của em nha. Video em lên vào lúc 19 giờ hàng ngày. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video ngày hôm nay. Tạm biệt cô chú anh chị.